Welcome to English 9. We are going to study a new lesson. Unit 8, Celebrations. Getting started, listen and read and speak. Do you know these celebrations? Now first, listen to me. Easter, Christmas, Mid-Fall Festival, Lunar New Year, birthday, wedding. Now, listen and repeat after me. Easter, Christmas, Mid-Fall Festival, Lunar New Year, birthday, wedding. Do you know what they mean? What does Easter mean? It means lễ phục sinh. And how about Christmas? Lễ Giáng sinh. Mid-Fall Festival. Tết Trung Thu. Lunar New Year. Or Tết. Tết Nguyên Đán. Birthday. Lễ sinh nhật. Wedding. Lễ cưới. Now, let's move to getting started. Look at the icons on the screen. And now you have to match the icons with the names of the celebration they represent. Okay. Now, listen and repeat after me. Easter, wedding, Mid-Fall Festival, birthday, Christmas, Lunar New Year. Before listening to the tape, you have to learn some new words. Vocabulary. Now the first, listen. Celebration. Celebration. It is a noun. It means sự tổ chức lễ. Now can you give me the verb of celebration? Celebrate. Celebrate. Các em chú ý ha. Ở danh từ thì celebration. Nhấn ngữ điệu nhấn ở vần 3. Nhưng mà động từ thì ngữ điệu sẽ nhấn ở vần 1. Chúng ta lưu ý dấu nhấn ở trên phiên âm để đọc cho đúng ha. Throughout. Throughout. Throughout is a preposition and an adverb. It means suốt or ở khắp nơi. Occur. Occur. Can you give me the synonym of occur? Happen means xảy ra, diễn ra. Decorate. Decorate. Decorate is a verb. Trang trí. Now can you give me a noun of decorate? Is decoration. Decoration. Live apart, live apart. Sống xa nhau. Passover, Passover. It means lễ vượt qua. Có người còn gọi là lễ quá hải. Đây là một ngày lễ đặc biệt của người Do Thái. Slavery. Slavery. It means cảnh nô lệ. Can you give me another noun of slavery? Is slave. Slave. It means nô lệ. Now the next. Congratulate.
Congratulate. It is a verb. It means chúc mừng. And can you give me a noun of congratulate? Is congratulation. Congratulation. Nếu các em nói chúc mừng ai đó, ha, thì các em dùng congratulations, danh từ số nhiều. Now the next. Nominate. Nominate. It is a verb. It means bổ nhiệm. And the noun of nominate is nomination. Nomination. Now look at the new words. Listen and repeat after me. Celebration. Celebrate. Throughout. Occur. Happen. Decorate. Decoration. Live apart. Passover. Slavery. Slave. Congratulate. Congratulation. Nominate. Nomination. Now you read all the new words again. Let's come to listen and read. Look at the text. Now listen to the text, please. Although there are many celebrations throughout the year, Tet, or the Lunar New Year holiday, is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet. Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder. Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter Day, Easter Sunday, young children receive chocolate or sugar eggs, as long as they're good. In many countries, people crowd the streets to watch colorful parades. Now listen to the tap once more. Although there are many celebrations throughout the year, Tet, or the Lunar New Year holiday, is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet. Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder. Easter is a joyful festival
which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter Day, Easter Sunday, young children receive chocolate or sugar eggs, as long as they're good. In many countries, people crowd the streets to watch colorful parades. Now you read the text silently and try your best to understand it. Okay, now listen to my translation. Các em đã đọc bài lại rồi ha. Và cô muốn các em nghe cái bài dịch của cô để chúng ta có ý tưởng ha, để một lát nữa chúng ta sẽ làm bài. Mặc dù có nhiều ngày lễ trong năm, nhưng ngày Tết hay Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng nhất của người Việt Nam. Tết là ngày lễ hội diễn ra vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2. Đó là thời gian cho gia đình dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa và thưởng thức những món ăn đặc biệt như bánh chưng. Các thành viên gia đình sống ở xa nhà cố gắng về đoàn tụ cùng gia đình vào dịp Tết. Lễ vừa qua diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Ngày lễ này được tổ chức ở Israel bởi tất cả người Do Thái. Trong ngày lễ này, người dân kỷ niệm sự tự do thoát khỏi ách nô lệ. Lễ vừa qua cũng là ngày lễ hội xuân cổ truyền. Vào các buổi tối đầu tiên và buổi tối thứ hai, các gia đình Do Thái ăn một bữa ăn đặc biệt gọi là Seder. Lễ phục sinh là một lễ hội tràn đầy niềm vui được tổ chức ở nhiều nước. Nó diễn ra gần như cùng thời gian với lễ vừa qua. Vào ngày lễ phục sinh, Chủ nhật phục sinh, trẻ con nhận được kẹo sô-cô-la hoặc trứng đường nếu chúng ngoan ngoãn. Ở nhiều quốc gia, người dân tập trung ra đường để xem các cuộc diễu hành rực rỡ. You have to complete the table. Now look at the table. There are five columns in the table. Celebration, when, activities, food, country. Các em nhìn vào bảng ha. Trong bảng có 5 cột. Celebration là dịp lễ. Cột thứ 2, when, khi nào thì dịp lễ này diễn ra. Activities, các hoạt động. Food, món ăn. Country, quốc gia mà diễn lễ này diễn ra. In the first column, celebration, you see Tet, Passover, Easter. Now, the first Tet occurs in late January or early February. Activities: cleaning and decorating homes. How about the food? Sticky rice cakes. Country: Vietnam. Ở dịp đầu tiên, dịp lễ đầu tiên là ngày Tết, diễn ra vào cuối tháng Giêng hoặc là đầu tháng 2. Hoạt động, các em thấy là trong bài nêu là dọn dẹp và trang trí nhà cửa, vân vân. Món ăn đặc trưng ha, là các em thấy bánh chưng. Và quốc gia diễn ra ngày Tết đó là nước Việt Nam. Now the next, Passover. Passover occurs in late March or early April. Activities, no information. Food, special meal called the Seder. And what country? Israel.
Lễ vượt qua diễn ra vào cuối tháng 3 và đầu tháng hoặc là đầu tháng 4. Trong cái cột hoạt động thì trong bài không nêu, cho nên mình ghi là không có thông tin. Thức ăn thì các em thấy người Do Thái dùng có một bữa ăn đặc biệt. Bữa ăn đó người ta gọi là The Seder. Và quốc gia diễn ra cái lễ vượt qua đó là ở Israel. Easter occurs in late March or early April. Activities. Parades. How about food? Chocolate or sugar eggs. Country. In many countries. Lễ phục sinh diễn ra, các em thấy thời gian nó cũng gần như là giống như lễ vượt qua, nó có nghĩa là cuối tháng 3 hoặc là đầu tháng 4. Hoạt động, các em thấy trong bài người ta nêu là những cuộc diễn hành, những cuộc diễu hành. Món ăn thì các em thấy là trẻ con, nếu mà các em đó ngoan thì các em nó sẽ nhận những quả trứng được làm bằng đường hoặc là quả trứng được làm bằng sô-cô-la. Và lễ hội này diễn ra ở nhiều quốc gia. The next of the lesson is grammar. Adverb clauses of concession. Phần kế tiếp của bài học đó là phần ngữ pháp. Hôm nay các em sẽ học mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. First, although, though, even though. Now look at the example. She is ill, but she goes to school. Cô ấy bị bệnh, nhưng cô ấy vẫn đi học. Cô sẽ viết lại câu này bằng cách dùng although. Các em theo dõi ví dụ của cô ha. Although she is ill, she goes to school. Now the next. It is raining, but we go on a picnic. Now say it again using though. Though it is raining, we go on a picnic. The next. Nam studies hard, but he gets bad marks. Say it again using even though. Even though Nam studies hard, he gets bad marks. Như vậy qua ba ví dụ các em thấy although hoặc là though hoặc even though đứng đầu mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Now can you give me the structure of the sentence? We have although, or though, or even though, plus subject, plus verb, comma, subject, plus verb. Như vậy các em thấy trong một câu á, mình có hai mệnh đề ha. Mệnh đề thứ nhất, although hoặc là though hoặc even though, đi với chủ từ, động từ. Mệnh đề còn lại là chủ từ, động từ. À như vậy, mệnh đề bắt đầu bằng although, though hoặc even though. Chúng ta gọi đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ. Và mệnh đề còn lại đó là mệnh đề chính. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ có thể đứng đầu câu hoặc đứng cuối câu. Có nghĩa là mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ có thể đứng sau mệnh đề chính. Nếu mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ đứng sau mệnh đề chính, thì các em không phải đặt dấu phẩy ở trước mệnh đề đó. Although, though, even though means mặc dù, nhưng. Although hoặc though hoặc even though được dùng để nối hai mệnh đề có nghĩa trái ngược nhau. The next, despite, in spite of. In spite of and despite have a similar meaning to although or even though. Phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu despite và in spite of. In spite of và despite có cùng nghĩa với từ although hoặc là từ even though. Chúng ta theo dõi ví dụ bên dưới ha. My brother went to class despite his illness.
anh tôi đến lớp mặc dù anh ấy bị bệnh. Các em thấy sao despite? Cô dùng cụm từ his illness. Như vậy các em thấy sao despite? Ở đây chúng ta sử dụng từ loại gì? Ví dụ thứ hai, he was very fast in spite of being terribly overweight. Anh ta rất nhanh nhẹn mặc dù anh ta rất là nặng cân. In spite of being terribly overweight. In spite of, đằng sau in spite of là cụm từ bắt đầu bằng verb thêm in. Như vậy các em có thể rút ra cho cô cấu trúc của câu này hay không? Despite or in spite of plus now or verb in. The last part of the lesson today is speak. In the lesson, you learn how to give and respond to compliments. Phần cuối cùng của bài học hôm nay, các em sẽ học phần luyện nói. Trong phần này, các em sẽ học cách khen và cách trả lời những lời khen. Give a compliment. Now listen and repeat after me. Well done. Well done. That's a great. That's a great. That's an excellent. That's an excellent. Let me congratulate you on. Let me congratulate you on. Congratulations. Congratulations. Respond to a compliment. Thanks. Thank you very much. It's nice of you to say so. That's very kind of you. Now, read them again. Let's practice. Now look at the picture. Zhang had just won the first prize in the English speaking contest. Imagine that you are Mai. Now, what does Mai say to Zhang? Well done, Zhang. Thanks. Zhang vừa mới đoạt được giải nhất trong cuộc thi nói tiếng Anh. Em tưởng tượng em là Mai. Em sẽ nói gì với Trang? Well done, Trang. Thanks. Các em thấy bài luyện tập hôm nay rất đơn giản. Cô mời các em làm tiếp những bài tập sau đây. On her mother's birthday, Huyền made a beautiful cake to celebrate. Vào ngày sinh nhật của mẹ cô ấy, Huyền đã làm một cái chiếc bánh đẹp để chúc mừng mẹ. The next. Tuấn is an active student. He has taken part in different charity activities in his town. Tuấn has been nominated as the most effective activist in the town charity program. Tuấn là một sinh năng động. Anh ấy đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện khác nhau trong thành phố. Tuấn đã được đề cử là người hoạt động hiệu quả nhất trong chương trình từ thiện của thành phố. Now the last one. Hoa bring to class a new picture she has painted. Hoa mang đến lớp một bức tranh mới mà cô ta đã vẽ. Rồi các em có 2 phút để hoàn tất 3 bài tập cô vừa cho. Now look at the answers. B. Well done, Huyền. Thanks, Mom. C. Congratulations on your nomination, Tuấn. It's very nice of you to say so. D. That's an excellent drawing, Hoa. That's very kind of you to say so. That's all for today.
Let's write homework. Copy the lesson number 1, number 4, and number 5. Read the text again and learn new words by heart. Learn the grammatical points by heart. Do exercises in language focus, exercise 4, pages 72 and 73, and workbook. Prepare for the next lesson. Read pages 68 and 69. Goodbye and good luck to you. Cô chào tạm biệt và chúc các em may mắn nha.